Đây chị bảo là con bò này 45 triệu này các bạn ạ. Bò được luôn các bạn. Chú vẫn quay á. Quá khủng luôn. Xin chào các bạn nhé. Hiện tại thì mình đang có mặt ở chợ Du Già của huyện Ninh Minh. Trước mặt các bạn là chợ Châu Bò, phải gọi là lớn nhất tỉnh Hà Giang luôn các bạn ạ. Và hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi vào bên trong chợ bán châu bò của xã Du Già, một trong những cái phiên chợ mà có cái số lượng đàn châu, đàn bò lớn nhất của tỉnh Hà Giang. Ngoài những cái chú châu, chú bò được bà con dân bản địa ở đây mang ra bán, ra trao đổi, thì còn rất là nhiều chú bò cũng như là chú trâu được các nhà buôn, người ta sử dụng những cái xe ô tô như này mang ra đây để trao đổi các bạn, buôn bán các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa các bạn đi vào phía trong một chút nhé. Thật sự rất là nhiều trâu và bò luôn các bạn. Bò thì số lượng sẽ nhiều hơn trâu. Ở chợ phiên vùng cao các bạn ạ, thì khu bán gia súc, gia cầm riêng, khu bán quần áo, khu bán thức ăn, tóm lại là tất cả các mặt hàng đều có một cái khu bán riêng. Không như một số chợ ở phía bên kia thì người ta sẽ bán tập trung tất cả các loại nông sản cũng như là các mặt hàng khác ở cùng một khu tập thể luôn. Tuy nhiên thì ở khu chợ này thì khu chợ bò sẽ diễn ra ở một cái khu vực khác xa chợ chính. Vì khu chợ bò thì rất là ồn ào các bạn, tấp nập kẻ ra người vào, và bên cạnh đó còn có tiếng bò nữa thì thật sự rất là ồn ào. Ngoài ra thì cái vệ sinh cũng không được đảm bảo. Ở đây thì có rất là nhiều xe ô tô tải đứng chờ để nhận được các đơn hàng vận chuyển từ các nhà buôn. Một phần thì là các cái xe của những nhà buôn để người ta chở bò, chở trâu vào trong cái khu vực chợ này các bạn. Sau khi mà mua bán đã hoàn thành thì các chú bò sẽ được đưa lên xe và đưa về. Còn dân bản địa ở đây mà ai mà mua được bò thì người ta sẽ dắt bộ. Phần lớn thì mua bò này là đồng bào người Mông, mua bò về để phục vụ cho công việc là kéo cày, kéo gỗ, phối giống. Ở đây thì có hơn 500 con bò cơ. Một phiên chợ. Úi dồi, mình chưa gặp con bò nào mà lại khủng như này các bạn ạ. Một chú bò đực rất là to, cơ bắp cuồn cuộn. Phải nói là quá tuyệt vời, quá mỹ mãn. Đây chị bảo là con bò này 45 triệu này các bạn ạ. Bò được luôn các bạn. Chú vẫn quay á. Quá khủng luôn. Tết sùng. Tết sùng. Nào nào nào, tránh ra. Nó được cầu. 3 tuổi rồi các bạn ạ. Con chú bò này là 3 tuổi rồi.
dầu phỉ hí ấy. Đúng không biết được. Hầu hết bò ở vùng cao được nuôi theo hình thức là nuôi nhốt. Do vậy mà bò khá là hiền và không sợ con người vì quá quen thuộc con người. Đây cũng là một chú bò nữa. Chợ này toàn bò khủng đấy các bạn ạ. Bò sẽ được nhốt ở trong chuồng và cắt cỏ. Mình sẽ đi cắt cỏ về và băm, sau đấy là cho ăn. Ngoài ra thì gia đình của các gia đình ấy, các hộ gia đình ấy còn cho ăn cám hoặc là cho ăn bã rượu và nấu cám cho nữa các bạn, để bổ béo cũng như là tăng cường cái sức đề kháng, nhất là vào mùa đông ấy. Sức đề kháng của bò thì rất là kém. Phiên chợ này thì họp rất là sớm, từ khoảng 5:30-6 giờ và họp cho đến khoảng 11 giờ thì sẽ tan. Không giống như các phiên chợ khác, không giống như các chợ phiên khác ở vùng cao, là thường là sẽ có một cái điểm chung, đó là họp sớm và tan sớm. Bởi vì bà con chủ yếu là đến mua những thứ mình cần và bán những thứ mình có, sau đấy là người ta trở về gia đình rồi. Ở đây thì họp chợ rất là nhộn nhịp và họp rất là muộn. Đó. Ngoài những cái nhà buôn bò thì bà con dân bản địa ở đây, nhất là các chú, thường ra chợ để trao đổi cũng như là học hỏi kinh nghiệm cách chọn bò từ bạn bè. Bởi vì sao lại phải học cách chọn bò? Để có được một chú bò khỏe mạnh và kéo cày tốt ấy, thì phải có những cái mẹo riêng, có những cái đặc điểm nhận dạng để mà biết được là chú bò này có ăn khỏe hay không, và chú bò này kéo cày tốt hay không. Ngoài ra thì người ta còn đoán được là bò này bao nhiêu tuổi, rồi là bò này sau khi mình mua về ấy, thì nó có hung hay không. Đấy, có rất là nhiều lý do để mà các chú ra chợ để trao đổi, để giao lưu, để học hỏi nhau những cái kinh nghiệm chọn bò. Chỉ có duy nhất là việc đi kéo cày và ra chợ, mang ra chợ bán ấy các bạn, thì bò ở vùng cao mới được đi ra khỏi chuồng thôi. Hầu như là đến mùa trồng ngô thì bò sẽ được sử dụng làm sức kéo, và nếu mà nhà nào có sử dụng để kéo gỗ hoặc là gì đó nữa, thì ngoài những dịp đó thì bò hầu như là chỉ sống trong chuồng thôi các bạn. Do vậy mà khi mà ra ngoài ấy, thì cái vẻ mặt vô cùng lạ lẫm luôn. Bò này là bao nhiêu hả chú? 21.3 triệu. Con này chú nuôi bao lâu rồi? 3 tháng rồi à? 3 tháng mà to này à? Không, từ lúc bé thì không phải đâu. Lúc chú mua thì mua về nuôi được 3 tháng rồi. Chú mua về nuôi xong chú bán lại thì... Từ lúc bé đến giờ thì một chú buôn bò mua về nuôi vỗ béo rồi lấy bán lại. 21.3 triệu cho con này các bạn. Hầu như ở phiên chợ này thì bò trâu thì ít chạy hơn, còn bò thì bán chạy hơn, còn
Châu thì hầu như là các cái nhà buôn ở đây người ta không để ý đến mấy. Toàn bò khủng các bạn ạ. Chú bò 45 triệu kìa. Phần lớn bò được mang ra chợ bán ở phiên chợ này thì hầu như là bò của bà con đồng bào bản địa ở đây. Và một phần thì do các nhà buôn mang từ nơi khác đến bán cho bà con ở đây để phục vụ cho công việc kéo tay, làm nông. Ngoài những chú bò để phục vụ cho công việc kéo cày thì ngoài ra họ còn một số bác còn chọn những chú bò về để là phối giống, làm giống. Và công việc phối giống hiện tại ở vùng cao thì cũng khá là nhiều những cái nhà người ta nuôi bò cái, người ta sẽ cần những con giống bò to khỏe để làm giống. Và mỗi lần phối giống như này thì hết khoảng 300 đến 1 triệu đồng một lượt phối giống. Tất nhiên là những cái lần phối giống thành công thì sẽ có giá đó. Còn nếu mà phối giống không thành công thì lại tiếp tục phối lần 2. Đến khi nào thành công thì thôi các bạn ạ. Sau khi mà thỏa thuận mua bán xong này các bạn, bò sẽ được cho lên các thùng xe này để mà di chuyển tới với chủ mới. Để cho bò lên thùng xe về thì nó sẽ phải lùi xe lên cái một cái mỏm đất cao cao này các bạn. Sau đấy để bò di chuyển lên cái thùng xe. Thank you.